năm 2012 là năm tiếp nối chủ đề tuyên truyền biển đảo. Từ đầu năm, Trường Sa đã đón hàng chục đoàn phóng viên ra thăm và tác nghiệp, đem tình cảm của những người làm báo đến các chiến sĩ ngoài đảo tiền tiêu. Chuyến tàu tới Trường Sa nhổ neo cuối tháng 6 là chuyến đi dài ngày nhất, đưa chúng tôi cùng hơn 200 thân nhân ra thăm đảo. Sau khi lần lượt ghé thăm các đảo chìm và đảo đá phía Nam, tàu rẽ sóng hướng về Trường Sa lớn, đảo thủ đô trên biển. Mong muốn của chúng tôi là ghi lại được điều gì đó mới mẻ ở nơi đây bằng cảm nhận của riêng mình. Chào quý vị và các bạn, những ngày tháng 6 biển Đông, sóng đã cao hơn lên đến cấp 5, cấp 6. Vượt con tàu cùng với đoàn thân nhân ra thăm chiến sĩ và nhân dân ở huyện đảo Trường Sa, nhóm phóng viên VTV6 đã đến được hòn đảo Trường Sa lớn. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đến với thị trấn xanh trên biển. Chào các con, đi đâu đấy? Ra chơi à? Thế bây giờ con đi vào gặp các bác trong thị trấn rồi chúng mình gặp nhau sau nhá. Anh là đảo trưởng đúng không ạ? Vâng. Rất nhiều khán giả của kênh truyền hình VTV6 và khán giả truyền hình nói chung rất là muốn được biết về cuộc sống xanh của thị trấn của mình. Em đang rất là thích cây cối đây và em tin là còn rất là nhiều điều nữa. Nhất chi em và mời em đi khám phá cái đảo xanh của chúng tôi. Vâng. Thị trấn giữa biển khơi, tất cả đảo của mình trên quần đảo Trường Sa hiện nay đều xây một cột mốc. Cột mốc này là có 4 mặt chống đồng nữa này. Đúng rồi, có sông đồng và được làm bằng cái chất liệu được không bao giờ phai. Vâng. Chào cô. Chào con. Ôi bé bụng bậm quá. Công dân của Trường Sa đây em. Thế à? Con tên là gì? Dạ con tên là Nguyễn Thế Mi Sen. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. 9 tuổi à? Thế à? Thế nhà con ở đâu? Nhà con ở Cú Đảo. Bây giờ cháu chở cô đi về nhà nhá. Đi thôi. Nào, chuẩn bị. Đi thôi. Trường Sa lớn ở cách Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 450 km đường biển. Đây là trung tâm hành chính của huyện đảo Trường Sa với diện tích khoảng 1,2 km². Nếu không nghe tiếng sóng biển và mùi muối mặn, thì nơi đây giống như một thị trấn trong đất liền với những con đường nhỏ rợp bóng mát, heo gà nuôi thả trong sân. Bé Mi Sen đưa tôi vào thăm nhà tưởng niệm Bác Hồ. Công trình được khánh thành đúng vào ngày sinh nhật Bác năm 2010 với diện tích 800m². Nhà tưởng niệm Bác Hồ được đặt ở vị trí trung tâm của đảo. Ai ra đây cũng muốn thắp hương khoe với người rằng mình đã tới Trường Sa. Bây giờ mình đi vòng vòng trước. Vòng vòng trước. Và mình đi đến chỗ nào con quen thì con giới thiệu cô nhé. Dạ. Rồi, đi thôi. Mi Sen là con gái một gia đình ngư dân Khánh Hòa. Em theo cha mẹ ra đảo từ năm 6 tuổi. Năm 2010, Mi Sen được vào đất liền gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vì thành tích học tập tốt. Cây mà lá tròn tròn này cây gì? Cây cha. Cây cha có quả không? Có hoa không? Ở ngoài này là có bàng vuông này, lại có cây bàng thường này, đúng không? Dạ, hái về chấm muối ngon cô. Chấm muối à? Dạ. Quả này gọi là quả cha đúng không? Dạ. Đây con cầm lấy tí nữa cô với cả con Liên Hoa nhá. Dạ. Cho cả các bạn nữa nhá. Dạ. Đi. Đến vườn chuối rồi, chắc là sắp đến nhà con rồi đúng không? Dạ. Nhà con đó cô. Nhà con số mấy? Số 4. Số 4 à? Tiếng gì kêu á? Tiếng quạt gió. Quạt gió à? Đảo Trường Sa lớn hiện nay có 7 hộ gia đình, đều là dân Khánh Hòa tình nguyện ra xây dựng đảo. Hai đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây ở phía bắc Trường Sa cũng có những gia đình như vậy. Tổng số các hộ dân trên quần đảo Trường Sa hiện nay có 21 hộ. 7 hộ dân ở Trường Sa lớn có 12 đứa trẻ, 8 bé gái và 4 bé trai. Hiện nay 7 cháu đang học cấp 1 ngay tại đảo, 4 cháu đã vào bờ để học cấp 2. 7 cặp vợ chồng là 14 nhân lực, làm công nhân hợp đồng cho Ủy ban Nhân dân thị trấn, làm đầu bếp hoặc khai thác hải sản.
bé nhỏ tuổi nhất ở Trường Sa chào đời năm 2011. Bé tên là Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Được hưởng bầu không khí trong lành của Trường Sa, các bé ở đây lớn nhanh và gần như không có bệnh tật. Những khu nhà dân trên đảo Trường Sa được xây dựng với kiến trúc vừa đảm bảo yếu tố cảnh quan, vừa đủ khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Mỗi căn nhà rộng 100m², được thiết kế theo mô hình khép kín, thuận tiện. Trước mỗi nhà đều có mảnh vườn nhỏ để trồng rau xanh và cây ăn quả. Trường Sa lớn có nhiều giếng nước ngọt, là nguồn nước quan trọng thứ hai sau nước mưa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc sinh nhai trên đảo của người dân. Theo chủ trương của nhà nước, thời gian tới, Trường Sa sẽ đón thêm nhiều hộ gia đình. Khu dân cư này sẽ càng thêm đông vui, càng thêm nhiều tiếng cười con trẻ. Ngày trên đảo bắt đầu từ rất sớm, 5 giờ sáng, bình minh lên. Đảo tiền tiêu quy củ và nền nếp trong ngày làm việc. Ngoài các lực lượng bộ đội sẵn sàng chiến đấu, những đơn vị khác trên đảo cũng khẩn trương làm nhiệm vụ của mình. Những ngày tháng 6 khi chúng tôi ở đây, nhà truyền thống Trường Sa đang gấp rút hoàn thành. Đây sẽ là kho tư liệu quý giá, là nơi trưng bày những kỷ vật ghi lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của quần đảo Trường Sa và của Việt Nam. Có một nơi mà chúng tôi rất muốn tới thăm khi tới Trường Sa, đó là trạm khí tượng Hải Văn, được xây dựng từ năm 1977, cách đất liền xa nhất và là con mắt bão sớm nhất trong hệ thống khí tượng thủy văn của nước ta. Bây giờ là bao nhiêu độ? Bây giờ là 30 độ 08. 30 độ 08. Dự báo thời tiết trong đất liền ạ. Bọn em một ngày báo 8 lần. 8 lần. Em thì làm ở đây được hơn 1 năm rồi. Thế ở đây người trẻ nhất là bao nhiêu tuổi? Người trẻ nhất sinh năm 90. Sinh năm 90 á? Dạ thế vâng. À? Mọi người có vẻ thích trồng rau và trồng mát tay nhỉ? Tự nuôi cho mình thôi. Thế đến những mùa mà biển động ý, mà nước biển nó táp vào trong đảo thì có ảnh hưởng đến vườn rau này không? Nói chung là hầu như cái mùa mưa bọn em không trồng được rau gì hết. Thế thì lúc đấy mình sẽ làm thế nào? Bọn em chuyển vào trong phòng thì bọn em chủ yếu là trồng ít cái rau cải mầm. Thế coi như đây là những cái ngày mà rau đang lên tốt nhất đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Chia tay Vũ Đình Trung, chàng trai trẻ sinh năm 1985, trạm trưởng trạm khí tượng Trường Sa, chúng tôi đi về phía vườn cây. Bất ngờ nhất là gặp chuồng chim bồ câu. Các chiến sĩ của trạm radar khéo léo mang những cặp chim câu từ đất liền ra đảo theo chuyến tàu xa. Sau gần một năm ngoài đảo, từ 2 cặp, bây giờ đàn bồ câu đã được nhân ra trên 10 cặp, mang lại một hình ảnh thật là đẹp cho đảo. Buổi chiều ngoài bãi biển, chúng tôi gặp lại những thân nhân chiến sĩ ra thăm đảo cùng chuyến tàu HQ571. Đây là cô giáo Hoàng Thị Mai, giáo viên trường mầm non Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, và chồng cô là chiến sĩ Nguyễn Duy Trinh. Hai vợ chồng nhờ tôi chụp giúp bức hình kỷ niệm ở Trường Sa. Đây đã là lần thứ 2 cô giáo Mai ra thăm đảo. Nhìn bức ảnh hạnh phúc, chúng tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của vợ chồng chiến sĩ. Họ quen nhau, yêu nhau qua thư suốt 4 năm dòng. Rồi chị thành cô dâu, anh làm chú rể. Anh lại tiếp tục ra đảo công tác, chị ở nhà tần tảo nuôi con. Biển đã xế chiều, nắng mỗi lúc một dịu hơn. Những đứa bé Trường Sa lại tung tăng chơi đùa trên bãi đá san hô. Tuổi thơ của chúng yên bình với những trò chơi con trẻ. Để có được những giây phút bình yên vui đùa của các em, các chiến sĩ hải quân vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Chỉ 10 năm nữa thôi, rất có thể Trường Sa sẽ có thêm những tân binh, chính là những công dân nhí của Trường Sa hôm nay. Và những chiến sĩ trẻ đang vững vàng tay súng canh giữ biển trời quê hương hôm nay cũng cảm thấy hậu phương ấm áp luôn ở bên họ. Đêm buông xuống là lúc thắp sáng ngọn hải đăng. Đây là một trong 8 ngọn hải đăng trên 8 đảo và điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Những người thợ nhà đèn phải chia ca trực từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
hải đăng không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền qua lại trong đêm tối, mà còn khẳng định đó là cột mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Theo tiếng chuông, chúng tôi đến thăm một trong ba ngôi chùa của quần đảo Trường Sa, chùa Trường Sa lớn. Chào thầy ạ. Hôm nay con cùng đoàn làm phim đến Trường Sa, không muốn vào chùa thắp hương trước bàn thờ Phật ạ. Dạ, xin mời chị. Chùa này trùng tu lại từ năm 2010. Trước đây có nhưng đã xuống cấp và đã hư hao còn rất lâu. Ở làng quê Việt Nam nào thì cũng có đình chùa, và nếu mà ở ngoài Trường Sa này có những hộ dân, có gia đình, có trẻ em, có thêm một mái chùa và tiếng mõ tụng kinh thì nó cũng làm cho cái đảo nó ấm áp hơn. Đây là cái bài thơ của Lý Thường Kiệt: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đệ Cư, tuyệt nhiên định thần tại thiên thư, như hà nghịch lộ lai xâm phạm, như đặng hành khang thủ bài hư. Đây là tuyên ngôn đầu tiên của Việt Nam ạ. Vâng, chúng tôi viết trên này để đem về đất liền nhắc lại tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam mình, để cho công dân chúng ta phải tự hào về mảnh đất của mình. Rời chùa, mang theo bức thư pháp viết trên phiến đá san hô, chúng tôi như mang theo một phần của hòn đảo, nơi mà cát, sóng bao đời nay lặng lẽ đắp bồi và kiến tạo. Cũng như con người Việt Nam, trải qua hàng ngàn năm kiên trì bám trụ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng biển đảo. Từ cầu cảng hướng tầm mắt ra khơi, biển Trường Sa lúc nào cũng dập dìu tàu thuyền đánh cá của ngư dân. Nếu như trước đây lênh đênh trên biển, may rủi trông chờ vào ông trời, thì nay, với những người đánh cá xa bờ, nhờ có quân dân tại huyện đảo Trường Sa, họ có thể bám biển nhiều ngày hơn, đi những chuyến xa hơn. Tàu PI-92907 của ngư dân Nguyễn Văn Minh đến từ Phú Yên đang đánh cá tại khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. Hôm nay các anh ghé vào thăm đảo. Ngư dân cập cảng, một phần để lấy con dấu xác nhận mình đang đánh cá trên vùng biển đảo Việt Nam, phần vì cần sự hỗ trợ về nguyên liệu, nhiên liệu, cần thăm nom sức khỏe giữa khơi xa. 2012 đến đảo Trường Sa này. Tại đây, các ngư dân Phú Yên được kiểm tra y tế, phục hồi sức khỏe để tàu có thể tiếp tục ra khơi, đánh thêm nhiều mẻ cá mới. Thôi bà con đi mạnh khỏe nhé, làm ăn thắng lợi nhé. Trong năm 2011, Trung tâm Cứu hộ Cứu nạn Trường Sa lớn đã hỗ trợ 4 tàu đánh cá gặp nạn, kịp thời đưa 6 trường hợp ngư dân bị chấn thương trên biển vào đảo cứu chữa. Hiện tại, hầu hết tất cả các đảo trên quần đảo Trường Sa đều trở thành điểm trú chân an toàn cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Thật may mắn cho chúng tôi, giữa những ngày nắng tháng 6 lại gặp một cơn mưa lớn trên đảo Trường Sa. Sau mưa trời lại nắng rực rỡ. Hôm nay chúng tôi có cuộc hẹn quan trọng với đảo trưởng, Thượng tá Đinh Văn Hải. Ở đây nhìn đảo rất là đẹp anh ạ. Ngày nào em cũng thấy đảo của mình có một cái sự thay đổi. Còn một cái điều bí mật cuối cùng nữa, từ trên không, từ trên biển sẽ thấy cái bí mật đó, đó là cái lá cờ của Tổ quốc được gắn gốm sứ bằng một cái chất liệu lâu bền. Đấy, nó sẽ mãi mãi trường tồn với dân tộc. Có tổng như vậy là 310 m2. Lá cờ màu đỏ này nó như là một cái trái tim màu đỏ giữa cái hòn đảo xanh này. Đúng rồi. Tương lai chúng ta sẽ có thêm những ngôi nhà mới, những vâng. hộ dân mới, vâng. những em học sinh mới, và hy vọng lúc đó được đón như vậy là em
đoàn công tác và các đoàn công tác nữa ra để chiêm ngưỡng và khám phá những cái điều mới mẻ nhất về đảo Trường Sa và quần đảo Trường Sa của chúng ta. Ngày qua ngày, chúng tôi đã quen với nhịp sống ở Trường Sa. Tại đây có một lớp học đặc biệt mà ai ra đảo cũng muốn ghé thăm. Lớp học của cô giáo Nhung, người đã nổi tiếng ở Trường Sa và cả trên những trang báo mà chúng tôi tìm hiểu trước khi ra thăm đảo. Đây chính là lớp học mà chúng tôi đã được nghe thấy rất là nhiều qua những bài báo, những phóng sự trước khi đến Trường Sa. Đây là những ngày hè cho nên tất cả các em đều được nghỉ học giống như các em nhỏ trong đất liền. Và lớp học này được kê 4 dãy bàn quay mặt vào nhau. Lớp 1 ở đây có 2 em, lớp 5, 1 em. Các em vẽ tranh rất đẹp. Chú bé này có vẻ rất là thích làm bộ đội, vẽ rất là nhiều tàu thủy. Hồng Hương. Có lẽ đây chính là chiếc xe đạp mà em đã đạp xe ở ngoài cầu cảng cùng với các bạn. Do muối mặn cho nên là tủ của các em, rất nhiều cánh tủ đã bắt đầu bị han rỉ. Vậy là cả ngôi trường tiểu học này chỉ có 7 học sinh và cùng học trong một lớp học với chung một cô giáo. Đây là lớp học đặc biệt nhất mà tôi đã từng được đến thăm kể từ trước đến nay. Lớp học của trường tiểu học Trường Sa. Những đứa trẻ vẫn tung tăng vui đùa trên đường băng của đảo. Chúng lớn lên từ đây và yêu thương mảnh đất này. Trường Sa của các em đẹp tươi với những trò chơi trên bãi cát san hô trắng trải dài, với những nô đùa của sóng. Hình như là ở trong này nhiều bạn biết hát với cả hát hay đọc thơ hay lắm đúng không? Ai biết hát giơ tay nào? Con này biết hát giơ tay nè. Thì lát nữa mình hát nhá. Chạy xuống mép nước rồi. Thế Nhung, khi mà ra đến đây thì các em nhỏ ở đây có mấy cháu và đến bây giờ thì là có mấy học sinh? Dạ đầu tiên thì có tổng cộng là 12 cháu. Hiện giờ thì chỉ còn là có 8 học sinh thôi. Các cháu lớn hình như đã về học cấp 2 ở trong đất liền đúng không? Dạ, có 4 cháu là về trong đất liền học cấp 2 rồi. Các cháu đều ngoan và học giỏi vậy. Trông cháu nào cũng ra dám nắng, nghịch rất là thích đúng không? Các cháu là cứ thích cái trò chơi vận động. Đi ra ngoài như thế này là các cháu cảm thấy thoải mái. Và chơi tung tăng suốt cả ngày cũng được nữa. Bản thân em khi mà em quyết định ra đây làm giáo viên thì em thấy cuộc sống ở đây, em gắn bó ở đây và em có suy nghĩ như thế nào về đảo Trường Sa? Em luôn có một cái tư tưởng, một cái tâm niệm rằng là em mong muốn là sẽ ở với đảo lâu dài. Ở đây khí hậu trong lành, mát mẻ và điều quan trọng hơn nữa là cái tình cảm quân dân rất là ấm áp. Thế còn các con có thích ở ngoài này không? Dạ các con bây giờ mà nói là học hết lớp 5 mà khi vào trong đất liền, cô ơi cô làm như thế nào để xin cho con học cấp 2 ngoài này đi. Con không có chịu vào trong đất liền đâu. Đảo bây giờ không chỉ là chốt tiền tiêu của Tổ quốc, đó còn là nơi những đứa trẻ được sinh ra, là quê hương của chúng. Nơi chúng chập chững những bước đi đầu tiên, bi bô tập nói, tập viết. Nơi chúng học những bài học đầu tiên về tình yêu Tổ quốc, tình yêu gia đình. Và cứ thế những đứa trẻ lớn lên, chúng là những đứa con của đảo. Nhìn những em bé hồn nhiên nô đùa trước biển, chúng tôi không khỏi cảm động. Tạm biệt Trường Sa lớn, điều chúng tôi muốn lưu giữ lâu nhất trong trái tim mình sẽ là những câu hát đồng dao về biển đảo mà những công dân nhí đang tự hào đọc vang giữa biển trời Tổ quốc. Trường Sa tên gọi thiết tha trong lòng dân Việt đã nhiều đời qua.